Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tuấn Hoàng. Thưa quý vị, vĩnh biệt 10 nghệ sĩ ra đi trong đại dịch Covid-19 chỉ 2 tháng mà mất mát quá lớn. Xót xa khi nhìn lại những mất mát vê bít vì Covid-19 trong 2 tháng qua. Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống hầu hết người dân trên thế giới. Dẫu rằng chúng ta luôn động viên nhau phải lạc quan, chấp nhận sống chung với đại dịch, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng Covid đã cuốn đi quá nhiều. Trong đó, thứ đáng quý nhất có lẽ chính là mạng sống. Rất nhiều người đã phục hồi sau khi nhiễm Covid-19, nhưng cũng có rất nhiều không may mắn như ở showbiz Việt. Chỉ trong 2 tháng đã có tận 10 nghệ sĩ mãi mãi ra đi vì Covid-19. Trước Phi Nhung đã từng rất nhiều nghệ sĩ mắc Covid và đã qua đời sau thời gian điều trị. Có thể nói, giờ đây họ đã ra đi mãi mãi, nhưng giá trị về nghệ thuật của các nghệ sĩ đã cống hiến luôn còn đó, tồn tại mãi với thời gian. Một ca sĩ Phi Nhung. Ngày 28 tháng 9, Phi Nhung đã qua đời do Covid-19, hướng dương 51 tuổi. Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp cùng đồng loạt bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước thông tin này. Trước đó, Phi Nhung điều trị Covid-19 ở Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 19 tháng 8. Tuy nhiên, do sức khỏe không được cải thiện nên Phi Nhung đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai ca sĩ Y Giang Tin đã chốt thời tử cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 8 giờ 17 phút ngày 20 tháng 9, hướng dương 43 tuổi. Được biết nam ca sĩ có bệnh nền huyết áp. Sau một thời gian trị bệnh, anh đã không qua khỏi và được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa. Ba, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực. Ngày 13 tháng 9, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực đã qua đời sau thời gian điều trị Covid-19, hướng dương 31 tuổi. Nam đạo diễn mắc Covid-19 giữa tháng 8 và được điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2. Trước khi qua đời, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực còn có nghệ danh là Hứa Kiệt Luân, từng được biết đến với vai trò diễn viên Anh Sinh Năm 90, đạo diễn phim Chị Thám Tử, Ngày Em Đến. 4. Ca sĩ Đình Hùng. Sau hơn nửa tháng điều trị Covid-19, nghệ sĩ Đình Hùng đã qua đời ở tuổi 64 khuya ngày 6 tháng 9. Được biết, nghệ sĩ Đình Hùng là giọng ca nổi tiếng ở thập niên 80. Anh gắn bó với đoàn nhạc nhẹ Sài Gòn, cũng từng cùng các nghệ sĩ lưu diễn tại các nước Nga, Ba Lan, Hungary và một số nước Đông Âu những năm 1987. 5. Cố nghệ sĩ Bạch Mai. Đêm ngày 25 tháng 8, nghệ sĩ Bạch Mai đã qua đời, hưởng thọ 73 tuổi. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, nghệ sĩ Bạch Mai phải nhập viện vì suy sụp khi em gái nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vì Covid-19. Được biết, nghệ sĩ Bạch Mai phải điều trị Covid nhưng đã âm tính, song do nhiều bệnh nền, nghệ sĩ Bạch Mai đã đột quỵ và chút hơi thở cuối cùng. Nghệ sĩ Bạch Mai là nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng ở những năm 60, đồng thời là người lập ra gánh hát cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bên cạnh nghệ thuật biểu diễn, bà còn là soạn giả nổi tiếng của hàng loạt tác phẩm tuồng như Ngọc Kỳ Lân, Sử Án Phi Giao. 6. Nghệ sĩ Phương Quế Như. Ngày 16 tháng 8, ca sĩ Phương Quế Như, cô út của Phương Minh Chi đã qua đời sau thời gian điều trị nhiễm Covid-19. Do ca sĩ có nhiều bệnh nền nên không thể qua khỏi. Theo đó, cô út của Phương Minh Chi đã bị bệnh từ anh trai của mình và cô thường xuyên ở nhà. 7. Nghệ sĩ Khải Hoàn. Sau 3 tuần nhập viện điều trị mắc Covid-19, vào 1 giờ sáng ngày 31 tháng 7, nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàn đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 68 tuổi. Được biết, do có nhiều bệnh nền đau dạ dày nhiều năm nên trong quá trình điều trị, bệnh của nghệ sĩ không tiến triển. 8. Ca sĩ Phi Hải. Tối ngày 30 tháng 7, ca sĩ hải ngoại Phi Hải đã qua đời trong sự bàng hoàng của người thân, gia đình. Thời điểm đó đã có rất nhiều lời chia buồn gửi đến gia đình ca sĩ Phi Hải. Nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân cũng động viên vợ quá cố của nghệ sĩ là ca sĩ Hương Giang sẽ vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này. 9. Nghệ sĩ Kim Phượng. Chiều ngày 25 tháng 7, diễn viên Gia Bảo bất ngờ thông báo tin nghệ sĩ Kim Phượng, em gái ruột của nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Bạch Mai đã qua đời, hưởng thọ 66 tuổi. Thông tin bà qua đời đã khiến rất nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng. Trước khi qua đời, nghệ sĩ vẫn chăm chỉ làm thiện nguyện để giúp các nghệ sĩ khác. Gia đình cho biết nghệ sĩ Kim Phượng không qua đời vì Covid-19. 10. Joker Trung Thành Sago. Joker Trung Thành Sago đã qua đời ở tuổi 65 vào ngày 18 tháng 7. Theo chia sẻ của người thân, nam nghệ sĩ không may qua đời trong lúc đang điều trị Covid-19. Trước khi qua đời, nam nghệ sĩ có bệnh nền cao huyết áp. Thế là chỉ trong 2 tháng mà 10 nghệ sĩ showbiz Việt đã ra đi. Chúng ta cùng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nghệ sĩ ra đi thanh thản.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin quý vị đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị.